Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 150 cái bản 2007 lột xác mạnh mẽ với cái dàn chân hơn 30 cũ. Cái chiếc Honda Prado 150 cái bản năm 2007 từ đây được các bạn tên là các quy chọn sơ sơ với hàng hiệu như phục Hollin, Hell Rainbow kết hợp cùng với phần ống xả siêu hot đã làm chiếc xe trở nên đẹp giá trị hơn trong mắt dân độ chế. Phần đầu thay đổi nhẹ nhàng một số tiểu tiết nhẹ như cặp kính gục CC, các lỗ Rainbow làm kiển, cái công tắc đảo hủy diệt của dòng SX300i và một số con tem nhỏ để làm chiếc xe đẹp hơn. Tiếp theo là những thay đổi nơi cái phần chèn chân. Ở đây ta thấy được cái phần đĩa thắng đồ chơi lõm vào bên trong, kích thước là 220, đi cùng theo dòng Rainbow Classic 2 bit một bên, được tinh chỉnh làm riêng cho cái phục trước của chiếc xe này. Theo cái dòng heo và cấu tạo cốt cố định được bắt chết theo heo dầu nên cái phần phát nhôm phải làm vô cùng chèn, đòi hỏi giá thành cũng rất cao. Hệ thống treo sau cái dòng chim mình phục Hollin bình dầu rời được sản xuất dành cho cái chiếc Prado sử dụng, cũng không cần phải minh lại một cái chi tiết nào trên phục, chỉ đơn giản khoét nhẹ cái phần dàn áo để không bị cả cấn là dùng được. Chèn chân độ lạc cái mâm Raceboy phiên bản 8 cây được sản xuất dành riêng cho những chiếc Prado sử dụng, cũng không cần chế cháo một cái chi tiết nào, tiện lợi, rẻ lắp, giá thành cũng hợp lý. Che cái nước CC vừa đẹp lại giúp người chủ dễ dàng thao tác khi thay nước làm mát. Hơi thở quen thuộc hiện nay với cái bột 4 Ross, một dòng sản phẩm gần như trở thành cốt của bột quen thuộc trên những bản Prado đầu kiển với cái dệt ống xả mà cũng trở nên đẹp hơn, kết hợp cùng chiếc cổ Titan mờ ảo. Và đây là tổng thể với hai món đồ chơi vàng đã bật trên xe. X1R phá cách chế hơi thở của Yamaha R6. Cái chiếc Yamaha X1R dùng chung cái động cơ khung gầm bóng với chiếc Yamaha X-Star 105 4 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Star chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu X-Star 105 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X-Star 105 5 số nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Star 105 thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắc zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó cũng công tắc Henwis được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe và không cần đau đầu vì ở vị trí chưa công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN nằm lộ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rainbow lớn 2 bit đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Cái dòng cái đĩa chai Yes ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt độc km/h của Casio nói trên. Trang bị heo dầu Rainbow logo nhỏ ở phía sau được làm cái phát xoay ngược xuống dưới tựa những dòng phân khối lớn thực thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rô ti. Như tiêu đề mình đã nói đến thì chiếc xe dùng là cái bô của R6 đem cho em nó tướng hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lãi lại chút xíu mới để dùng cái dòng bô này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm JS thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm JS nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái tiếp, nhớ like, subscribe.